Đấy. To đùng luôn. Xuống mình men men. Ai không say rượu xuống mình. Bắt con mắt rồi mà ngồi đến làm. Nó nhiều con em gặp vốc à. Béo thế. Cho cả vốc cám xuống. Ném nhiều. Nay xem còn con nào to, con nay bắt con chét to. Thật. Nay vỏ này ngon này là bắt được con chét to. Nhà ném thêm cám đi. Ném nhiều xuống cho nó về nó. Nay có chét 3 cân là bắt. Thơm phức này. Quậy ở ngoài đã quậy vào trong đâu mà to là đi đồng ý là nó là trên miệng hố lên hố từ chưa qua được hố đâu. Chưa phi nhiều ấy, mấy con? Cầm đen này này. Nhanh nhanh. Qua mẹ rồi. Thôi thì chắc là quấy ở ngoài. Ở trong nhưng mà nó ra đằng thứ rồi. Đi ngược về đằng này. Không có về đằng này đâu. Lên. Đi lên. Bẻ à? Con lúc nãy con to lắm. Ập vào đây, ập vào đây phát. Chúng tôi cho con chết. Chấm to vẫn còn. Ôi trời, đập bụng rồi. Con gì? Con đen. Con gì? 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 Mày có vào đây không? Vào thì vào luôn đi.
Cái chân nữa ạ. Không được rồi. Không được đâu. Cả chú quay ngang sang bên kia luôn. Chú phi, chú phi nhiều ấy. Bắt chú phi đi. Bắt chú phi. Tiệt chú phi đi. Đấy, đẹp lắm, vẫn màn cảnh đây. Ôi, con chó đi trên miệng nhớ gì. Đấy, 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 to đây. Có con chấm, chấm trắng. Tô phi đây kìa, tô phi to kìa, bắt đi. Chấm đen hỏi tô phi đâu. Tô phi nhiều ấy. Mỗi con. Bắt đi. Con mè mà con chấm đen. Phi mà. Đâu. Tôi thấy có con là phi. Ra rồi. Hết đâu. Con gì đây? Con gì đây? Đúng là chấm. Hay là chép? Con rắn. Chấm. Chấm. Nó tròn lắm. Nó tròn lắm. Rỡ rồi, phải cho lên đâu. Chép đen. Nó rỡ rồi. Tròn. Chắc là ba quái không hưởng. Không biết là hưởng. Tròn nhé. Chắc là nó cầm lên đâu nhỉ. Úi dồi ôi, dưới này móc bình thường hết à. Cá nó giúp. Móc không bắt được đâu. Chắc là tàn hưởng thôi. Giờ 3 giờ rồi. 46. 3 giờ 46 á. 3 giờ 46. À, giờ 3 giờ. Có hơn 2 giờ tí. Kéo chân nữa bạn, kéo chân nữa bạn. À, sao mà cửa. Sao mà cửa. Sao mà cửa. Đi ngắn thôi, cái này đi phạm vi ngắn thôi. Nhiều quanh ngược lại. Nhớ ăn cháo phải. Thì sợ gì cũng ăn hết. Nhưng chỉ có bắt được cá. Ôi. 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 Túm từ lưới, túm vào. Đậy cái lưới vào. Ủa con ếch cốm to lắm. Bẻ, bẻ luôn nhá. Túm vào ngoài vó, bẻ chân đi xong cho bẻ vó. Đâu. Bắt chặt bẻ chân ạ. À? Ừ, không gãy rồi. Bẻ đủ, chưa đủ. Bỏ cho bẻ cho. Ý, ý. Đó thế. Ôi. Xoắn, xoay cái chân này nó không mất gân gân nữa. Đấy. Ba lạng. Sao mà tránh nhà con rất sâu. Mẹ này còn chất lượng hơn cả cá. Ta xịn. Mấy nữa em phải mua đấy. Mấy nữa em phải dặn riêng con chân. Mưa này mày. Úi dồi. Ôi xong rồi, ra đây. Con này. Đó đó. Ngã rồi, ngặt vó lại quay lại góc này. Bắt dâu phi đi thả. Được mấy con nữa.
Chầm đen. Chầm đen. Nào vào người luôn. Ra bắt rồi. Cái này nó đập vỡ mồm. Từ từ để tôi qua cái hố. Phải khoáng cái đáy hố nữa cơ. Ôi không ngập đâu. Từ từ. To đấy, to đấy, to đấy, to đấy. Ra mất một con rồi. Xong rồi. Vả này, giờ này cằn quá. Chín. Chín nước ra luôn. Ê, đâu, mấy con rồi? Kéo chân nữa ạ. Lẹ con ếch nữa. Cái nào làm thì học cả đời, thì học cùng một lúc luôn rồi. Đi xa thì khó ăn rồi. Đi ngắn, đi xa thì nó giảm hết. Mấy con rô phi này. Nuôi đạt năng suất rồi. Nên cần phải sâu xanh nữa thôi. Bắt à? Thôi bắt thì bắt rô phi rồi. Chấm nó không? Không cả món. Nhà thế này nó rô phi lên thả. Nhớ nó đùi về ăn này. Đâu đâu? Đâu? Thả đây. Nhớ mà thả. Đây nhớ về. Để ăn giảm giòn. Đi kìa góc tay cả cái hai con. Đấy, đâu đâu? Bé không thể bắt đâu. Tết mang bơm hút hết nước này đi không thay nước mới.
Đố bắt được con to à? Con thả một con. Ôi sáng nay họ bán cá hàng ngã ba, cá rô phi to đùng mà 50. Ờ, rách vó. Buộc giờ còn gì nữa. Ừ, buộc. Nhất được hai con to đùng. Anh cả đi quay ngược lại cái này. Thôi, anh nhận đi. Một đi không được thì mình. Mệt rồi. Bắt được con to nó mới bỏ ăn. Con chết to cơ. Nó ở đâu nó khôn lắm. Bắt con to lên vơ đống cỏ này lướng luôn. Ây dồ. Đi bóng lên. Thôi giờ vào góc kia phát nữa. Nè quen quen rồi thôi. Nó góc nhiều cả to. Phải khoắng đi cái hố cơ, nó dục bùn. Ôi nó vốn sâu. À mà được nhiều bùn như cái hở cái hố này thì tuyệt vời. Sao đục chân phát rồi. Lấy chân khùa đi. Đừng khùa vội, động nó chạy. Khô nhờ, nó thấy nó hiền rồi. Vâng, vâng, vâng. Nó là đã phi. Còn đúng cái gì? Chậm lắm. Em này thốn nhà con mượn này mềm, mệt, nhão. Nâu là mình. Nè nè. Mình ưng. Cứ được cái vỏ to cơ. Tết rồi. Hôm nào rảnh bơm hết nước. Bắt hết. Nói rô phi nhiều ấy. Bắt hết. Bắt hết. Được cái gì con này chửa để ăn nơi rồi. Bắt hết rô phi. Đợt này nó ít rô phi nhỉ? Đây, cá con đây. Chiếc nhiều lắm. Bơi mớ. Chiếc bắt đằng Sô Sơn. Cái này không bắt được chứ bắt tát đi thì không mà đời. Chảy nữa. Ăn con mớ.